Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bông Chét. Hôm nay mình lại làm một video mới và ở trong giai đoạn đầu này nhá, mình cũng chả chọn đâu, được cái con Esmeralda. Vậy là chắc là mình sẽ chơi, đây có con Harley này. Chơi đội hình đó là đội hình gì đây? Đội hình Pháp Sư nhá, mình sẽ chơi đội hình Pháp Sư các bạn. Đó, sẽ chơi đội hình Pháp Sư đi, Pháp Sư kết hợp với siêu nhân các bạn. Đó, mình sẽ lấy cái tốc biến này đi, lấy tốc biến cho con Esmeralda. Rồi, con Harley là không lấy được rồi các bạn, nhưng mà không sao, cứ từ từ. Thấy xuất hiện con Harley, lấy về thôi, cho vào đủ này đã, đủ 4 phép thuật đã. Đó, còn chỉ huy mình sử dụng đó là cái con Brown các bạn, cùng với cái nội tại thứ nhất của nó, đó là múa rìu qua mắt thợ đấy. Rồi, chơi đội hình này mình cũng test rồi, chơi nhiều rồi, tỷ lệ nằm trong top 4 nó cũng cao các bạn ạ. Chủ yếu là các bạn sẽ lên được 6 pháp sư này, rồi lên được 3 siêu nhân là được. Vậy là mình có thể kết hợp thêm 3 siêu nhân vào nhá. Đó, như vậy thôi, cũng chơi một cách bình thường và từ từ, giống như mọi video thôi. Giai đoạn đầu thất bại tí cũng không sao. Đây, con trâu lấy về nha các bạn nhá. Đó, con trâu để tí nữa lên đủ 3 siêu nhân mà các bạn. Bây giờ chơi mình sẽ xem có bạn nào chơi trùng mình không nhé. Check qua xem cái nào. Cũng chưa thấy bạn nào lên phép thuật các bạn. Đấy, Mong là chỉ có một bạn chơi phép thuật thôi chẳng hạn, để mình có thể dễ roll lên được những cái con phép thuật nó. À, những cái con pháp sư cứ phép thuật lên 3 để có thể nằm trong, có cơ hội nằm trong top cao tí. Với cả mình làm video vừa chơi vừa nói đây này, liệu không biết có nằm trong top cao cao không. Lấy con trâu về như này. Rồi ok, thế thôi các bạn, để đấy. Hiện tại là mình thấy là cũng không cần bàn máu các bạn. Nhìn qua như vậy là chả cần bàn máu đâu. Cũng mỗi người tranh nhau có vài máu. Thế cũng, hay là mình cũng để thua đi nhỉ. Thôi bàn máu đi các bạn, chơi liều cái, bắn máu đi. Hy vọng là tí nữa sẽ lấy cái, có xuất hiện đồ ngon để mình chọn. Đó, có thể xuất hiện cái thiết bị nhân bản chẳng hạn, hoặc là đi 13 máu, hoặc là có thể thấy cái băng thạch. Đấy, như vậy thôi. Và chơi là cố gắng là tí nữa sẽ tìm và dồn đồ được cho cái con nào đó lên 3 nhé. Có thể là Esmeralda lên 3 trước, hoặc là con trâu lên 3 trước. Tính là như vậy. Trước tiên là phải, nếu mà thấy băng thạch là phải lấy băng thạch đã các bạn. Hoặc lấy thiết bị nhân bản. Đó, hai cái đồ, tóm lại là thấy đồ ngon là lấy thôi. Rồi, băng thạch đấy rồi. Cho mình xin, mình lấy băng thạch nhá. Mình rất thích dùng cái băng thạch này các bạn. Băng thạch này nó vừa tăng máu xong mà nội tại của nó lại được cộng thêm, hồi thêm mana. Kiểu đánh nhiều là nó sẽ hồi mana và tóm lại là rất là khỏe. Đó, cho con nào cũng khỏe cái băng thạch này ấy. Rồi, sau tuần này mình sẽ xem được cái gì nào. Mở slot ra đấy các bạn. Lấy cái con, thôi hiện tại như này này, cứ cho vào này. Đây, hiện tại lấy này thôi. Tính ra lấy con Andot vào cũng được, nhưng mà khỏi cần. Cho trâu này đi, cho con trâu này, cho luôn cho con trâu hết đi. Đấy, từ giai đoạn này trở đi là mong muốn là sẽ không bị thua nữa. Thấy có đồ ngon này không biết có ăn được bạn không. Rồi, chắc là ăn được nhỉ. Nhìn chắc là ăn được. Đó. Bây giờ xem nhá. Cũng không có bạn nào chơi đội hình pháp sư các bạn. Lại tí ấy, cứ nhầm nói sang phép thuật. Thôi lấy con Habit về đi. Cũng chả lên đủ được 20 vàng, lợi tức cũng chả có lợi tức 4 vàng nên cứ lấy về thôi. Rồi, Esmeralda này lấy về nhá, và mình lại luôn tiếp này. Được con Harley, cho con Harley lên luôn. Đấy. Như vậy là thôi, đồ vẫn dồn cho con trâu cũng được, không sao cả. Đó,
Tí nữa có thể là mình sẽ thấy con siêu nhân nào là lấy vào tiêm cho đủ 3 siêu nhân đi. Mình nghĩ là 3 siêu nhân nó sẽ khỏe hơn 4 phép thuật. Đấy, hy vọng là turn này sẽ thắng nhé. Thắng để được cộng thêm 1 vàng. Và nếu mà cộng thêm 1 vàng là mình sẽ được là sẽ đủ 20 vàng. Đó. Chắc vẫn thắng được con trâu. Thắng được không? Không thắng được à? Con Esmeralda mình mà chết là chắc thua các bạn. À vẫn thắng được. Rồi được rồi. Vậy là lên đủ 20 vàng nhé. Đó. Đợi lại đi xem đội hình các bạn khác một tí. Kiểu mình chơi quen rồi. Lâu lâu hay bấm để xem ấy. Xem có ai chơi trùng với mình con gì không. Đó. Được rồi. Đó. Bây giờ đến đợt mở hộp vận mệnh. À bây giờ đến đánh tân quái này. Lấy hàng Nga về nhá. Mình roll tiếp. Con Esmeralda lên 2. Và chắc chắn là sẽ đủ 6. Đủ 6 pháp sư của các bạn. Con trâu lấy về. Harley lấy về. Roll nhẹ một cái nữa. Đó. Tí nữa bàn cờ xoay mình sẽ lấy hẳn 3 con V về nha các bạn nhá. Phải nhanh tay một tí. Không là bị mất. Giữ 19 vàng này là ok rồi. Rồi lấy con V về. Con V về là đã đủ 3 siêu nhân rồi đấy. Đó, nhưng mà chắc là mình vậy là mình sẽ lên cho lên đủ 6 phép thuật trước. 6 phép thuật nó sẽ khỏe hơn. Rồi lại có băng thạch, chắc chắn là lấy băng thạch nha các bạn nhé. Lấy cái băng thạch này. Băng thạch bây giờ sẽ dồn cho cái con Harley đi. Đó, ok. Bàn cờ xoay này. Lấy con Veil, con trâu về. Habit lấy về, roll tiếp nhé. Hàng Nga lên 2. Đó, và cứ bình tĩnh thôi. Cứ từ từ mà chơi các bạn. Hay mình cho lên đủ. Cũng chưa. Không cần lên 6 phép thuật. Như này cũng được. Vậy là cho lên đủ 3 siêu nhân trước đi. Đây. Đó. Được rồi. Sắp xem như vậy thôi các bạn. Và dần dần là sau. Bây giờ cứ chơi một cách bình thường thôi. Mình tính là có thể sẽ roll được cho con trâu lên 3. Đấy. Giai đoạn đầu này chỉ có được cái con Habit và con trâu này có thể roll lên được 3 thôi các bạn. Mong là như vậy. Đó. Các bạn thấy siêu nhân nó rất là khỏe. Với cả lại có thêm cái băng thạch này nữa này. Băng thạch này nó cộng 30 giáp và máu. Giảm 20% tốc đánh của các tướng đối phương ở gần. Khi nhận sát thương sẽ tăng 25% mana. Được dồn mana rất là thích. Lấy Habit về. Để bàn cờ roll, à bàn cờ xoay mình lại lấy Veil nhá. Đó. Esmeralda lấy này, roll tiếp. Con trâu lấy về. Con Veil lấy về. Rồi, trên 20. Con trâu này lên thiên phúc. Mình sẽ cho cái con trâu có thiên phúc vào thay nhá. Đó như vậy thôi. Đợi tí nữa bàn cờ xoay mình lại lấy con Habit về. Vậy là trận này có thể lên được con Veil 3 các bạn. Hoặc con trâu 3. Tính ra như vậy tại vì hai con này thấy đang rất là đang thấy xuất hiện nhiều. Nhìn này không biết ăn được bạn gì, bạn Thủy Lâm à. Bạn chơi sát thủ quý tộc. Khỏe đấy nhỉ. Rồi. Nhưng mà đội hình siêu nhân mình khỏe hơn các bạn. Siêu nhân giai đoạn đầu nó khỏe. Đó. Bạn 100 máu và đã đi 11 máu. Rồi ok. Lấy con Habit về. Vì mình thắng là được cộng thêm 1 vàng nữa mà. Lại xem đội hình các bạn khác thôi. Thói quen rồi các bạn. Rồi. Habit này, Habit lên 6. À 6 con rồi nhá. Lấy Harley về đi. Roll tiếp. Roll cái nữa. Trận này mình cảm giác giữ nhiều quá. Chắc là tí nữa dần cũng chả biết được nữa. Có thể lên được Habit hoặc con trâu hoặc con Harley hoặc con Veil. 3 con này. Hàng Nga thì thấy khó xuất hiện rồi. Đó, cứ để bình thường. Cứ từ từ đã. Rồi. Vẫn nằm trong vị trí thứ hai. Nếu mà mình thắng bạn này thua cũng được các bạn. Thua nằm trong vị trí thấp một tí. Rồi để tí nữa mình dễ chọn đồ. Nếu mà thắng là khó chọn được cái đồ ngon. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi đội hình siêu nhân như này là khó. Thật sự là thế, giai đoạn đầu nó mạnh lắm. Kiểu gì tỷ lệ các bạn nằm trong top 4 cũng rất là cao các bạn. Ở giai đoạn đầu ấy, nếu mà các bạn chọn nhanh được cái con Esmeralda này này. Đó. Rồi, giờ đến đợt hộp vận mệnh. Mình vẫn nằm trong vị trí thứ hai.
chắc là các bạn sẽ lấy hết đồ thôi. Xem để lại được đồ gì không. Lấy, à may, kiểu gì mình cũng sẽ được một đồ. Rồi, rồi rồi. Thôi lấy đồ kháng phép đi. Còn hơn là lấy tướng, cứ có đồ là được các bạn ạ. Có đồ là tăng thêm một tí sức mạnh mà. Mình mở slot ra nhá. Còn runox mình không lấy nữa đâu. Còn habit này, còn haray này, roll tiếp. Roll tiếp, habit lên 3. Đó, rất là may phải không? Cho habit lên. Vậy là sẽ dồn cho con habit cái băng thạch nhá, không cho con haray nữa. Cho nốt cái lễ hội phục thánh này được cộng thêm cái gì? Được thêm 30% kháng phép. Tăng 40 kháng phép cho các tướng đồng minh trên cùng một hàng. Vậy để xuống đây đi. Đây, cho tất cả các tướng sẽ được tăng thêm kháng phép các bạn. Trên cùng một hàng. Phiên bản này nó thay đổi, trước là nó sẽ trong phạm vi 4 ô, nhưng mà bây giờ là trong phạm vi một hàng. Đấy. Rồi, rồi. Mình xem con nào sẽ gây ra lượng sát thương nhiều nhất. Vẫn là con Harley à. Đó. Mình roll nhẹ một cái xem nhá. Vậy là vẫn có thể là sẽ được lên được con Harley 3 các bạn. Đây. Các bạn thấy cái thiên phúc, à không phải, cái lễ hội phục thánh này này. Để lên đây là nó sẽ tăng cho hàng bên trên, nhưng mà để xuống dưới đi. Vậy là xếp hết tất cả các con này xuống bên dưới này. Mình roll tiếp nhá. Rồi. Con trâu Esmeralda. Có thể là tuần sau mình sẽ lên được cái con Harley 3 các bạn. Đó. Thích nhỉ. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng màu xanh xanh không? Các ô màu xanh được. Màu xanh là cây à? À không phải, màu xanh. Tóm lại rất là đẹp nhỉ. Rồi. Không biết ăn được bạn Duyên Ruby. Mình nghĩ là thua rồi các bạn. Không thể ăn được. Khỏe thế. Con Rocker này gây ra nhiều sát thương quá nhỉ. À không phải, cái con Layla. Được rồi. Cứ từ từ. Thắng nhiều rồi cũng phải có trận thua chứ các bạn. Tí nữa lên được cái con Harley 3 nữa là sẽ khỏe đấy. Mình có nên giữ con Lunok không nhỉ. Trận này thôi khỏi giữ các bạn. Không giữ Lunok nhé. Tại vì chỉ có một bạn chơi Lunok có giữ không nhỉ? Bạn La này. Mình đang phân vân. Thôi không giữ nữa. Mình sẽ roll nhé. Vêu này. Roll tiếp. Châu. Roll nhẹ một cái nữa. Rồi được con Harley. Được cái con Harley lên 3 rồi các bạn. Thế cũng được, ổn rồi. Harley lên 3 là ngon rồi còn gì nữa nhỉ. Tuần này mình sẽ mở slot ra. Sau tuần này mở slot ra. Đó. Ở những cái giai đoạn đầu các bạn mà thắng nhiều là các bạn sẽ được nhận rất là nhiều vàng. Rồi lấy thêm tụ năng lượng nhé. Và mình lấy thêm cái thiết bị nhân bản này. Đó. Tuần này sẽ mở slot ra. Roll nhẹ một cái. Được rồi. Thôi roll cho hết đi. À nhầm. Bán đi. Roll nhẹ một cái nữa. Vậy là sẽ cho cái con thiết bị nhân bản này. Cho Veil lên luôn các bạn. Cho hai con Esmeralda nhé. Veil mình sẽ lấy cho nó cái tụ năng lượng. Các bạn xem cái con Veil nó mà mỗi lần nó ulti đúng là thôi rồi các bạn. Không còn gì phải nghĩ ngợi luôn. Đó. Và mình cái băng thạch là cái băng thạch dồn cho con. Rồi băng thạch này cũng được. Thôi băng thạch bây giờ tuần sau là sẽ dồn cho con Harley đi, không cần cho Habit nữa. Con Beatrix này, con Beatrix các bạn xếp ở hàng giữa này này, ở hàng giữa này này là nó tối ưu nhất, ở hàng cuối và hàng đầu này không khỏe lắm. Đó. Và mình ăn từ bạn này rồi. Sau phép thuật này cũng khỏe, cứ nhầm phép thuật với các pháp sư các bạn, mình cứ hay nói nhầm. Tí nữa tuần sau mình lên đủ 6 pháp sư. Đó. Và từ tuần này trở đi chắc là không roll nữa nhé các bạn nhé. Mình không roll nữa, cố gắng tích đủ vàng thôi. Vừa nãy là hơi quá tay rồi đấy. Nếu mà các bạn cứ roll suốt là sẽ rất là mất lợi thế. Đó.
cứ chơi bình thường này thôi. Còn vẫn cái con Habit gây ra lượng sát thương nhiều nhất các bạn. Cái trưởng của nó rất là bá đạo, nhưng mà tính ra là khỏe là vẫn cái con Veil này với cái con Esmeralda và cái con hàng Nga này nữa. Đó. Tí nữa lên được con Châu 3 nữa là ngon rồi đấy, là thành 4 con. Rồi cố gắng roll cho cái con Esmeralda lên 3 nữa. Con Esmeralda là ở tí nữa mở slot ở level 8 nhé, là sẽ dễ tìm hơn các bạn, dễ xuất hiện hơn. Đây con Veil ulti, Veil ulti đúng rồi. Veil ulti là nó sẽ rất là khỏe các bạn. Rồi. Và bạn này đã thua nhá. Đi một bạn rồi. Đó, cứ trong trận đấu mà các bạn giai đoạn đầu nếu mà không chọn tướng, các bạn cứ chơi một cách bình thường, xong là gần sau đợt mổ vận mệnh thứ nhất đấy, là lúc đấy các bạn hãy quyết định chọn đội hình là nó sẽ ok nhất. Ví dụ như đây là mình không có bạn nào chơi trùng cái đội hình, đó là đội hình pháp sư này này đó, nên là mình mới dễ dàng roll và tìm thấy được những cái con pháp sư nó nhiều các bạn. Roll nhẹ một cái xem ra không ra gì các bạn. Thôi vậy là tuần sau nhé, tuần sau đủ vàng mở slot đấy, nhưng mà chắc là xem như nào đã, từ từ tính. Đó, thích nhỉ, nhìn đẹp thật. Lấy các bạn mà lấy cái lễ hội phục thánh này công nhận nhìn đẹp thật. Lúc mình ấn lên xem cái hiệu ứng của nó thôi. Rồi các bạn Thủy Lâm này, bạn là dã thú kết hợp với quỷ tộc, nhưng mà vẫn thua mình nhá. Đó. Rồi có một bạn cũng lấy Lunok rồi, Lunok bạn lên 2, nhưng mà Lunok của bạn lên 2. Bạn này chắc là từ rồi, từ tuần sau trở đi mình sẽ phải giữ Lunok thôi các bạn. Không là bạn lên được cái con Lunok 3 là khó đấy. Hơi khó. Đó. Đợt một hồ vận mệnh này hai cái tăng sức chứa. Ôi rồi. Rồi chắc là đó, đồ gì cũng được. Đấy, nốt cái tụ năng lượng này nhá. Bây giờ mình đồ phép mà, tụ năng lượng này cũng rất là ok. Giờ mình không mở slot nữa các bạn. Mình roll đi. Roll này. Esmeralda, roll nhẹ một cái. Esmeralda. Roll. Lunok tí nữa mình lấy về nhá, không để cho bạn lấy. Vậy là có thể lên được con Châu và con Esmeralda. Mình sẽ lấy cái rồi cái tụ năng lượng cho thêm cả cái con Harley nữa. Đấy, vừa chơi vừa nói, nhiều lúc nó cũng bị lú không kịp đâu các bạn. Ôi, một mình con Lunok chắc cân rồi các bạn. Lunok nó sẽ cân rồi các bạn. Mình biết rồi, Lunok cân rồi. Phải giữ Lunok rồi. Ôi, may thế. Đây. À, may quá. Lunok của bạn cũng khỏe. Nhưng mà hiện tại là mình nhiều. Đây, lấy Lunok về các bạn. Trời, không kịp nữa. Bán đi nhá. Đấy là mình định giữ kiểu lag, xong là do mình tay hơi chậm nữa. Rồi vậy là mình sẽ cho lên đủ 6 phép thuật trước. Đó, 6 pháp sư nhầm. Như vậy thôi. Và mình sẽ roll nha các bạn nhé. Roll đi. Roll để trên. Rồi được cái con Esmeralda nữa. Đó, con Lunok giữ luôn nha các bạn. Không để tân sau bạn mà roll được cái con Lunok 3 là hơi khó, nên là phải lấy. Rồi, xem thôi. Kiểu gì là có bạn comment cũng đúng thôi, lên được nhiều con 3 sao nó cũng sẽ rất là khỏe. Nhưng mà cũng tùy đội hình thôi nha các bạn nha. Với cả đồ nữa, chứ không phải là nhiều 3 sao là nó bá đâu. Đó, rồi bạn La này đi rồi, một bạn cũng đi rồi. Bây giờ chỉ gặp đội hình pháo thủ này nữa. Bây giờ mình xem bạn Duyên Ruby này. Bạn cái con Rocker này là rất là khỏe này. Đó, xem cái con Fanco. Tóm lại là đam chính của bạn là cái con Fera này và cái con Rocker.
kiểu gì. Nhưng mà mình xem lại đã, chắc là mình vẫn ăn được các bạn. Thôi các bạn, giờ bán Lunox đi nhá, chả lấy Lunox nữa. Vì cái bạn chơi con Lunox là bạn bị bạn bạn đi trước rồi đó. Xem bạn Duyên nào. Fera, có Fera mình sẽ giữ thôi, nhưng mà chắc là không có. Lấy cái quyền trượng mùa đông nhé các bạn. Rồi, quyền trượng mùa đông, đúng rồi, dành cho con Esmeralda. Tụ năng lượng cũng dành cho con Esmeralda hết đi. Không mở slot nữa các bạn, roll nhưng mà đấy, roll nhé, không để nữa. Mình sẽ roll thôi. Chắc là có thể sẽ win được bạn này. 1, 2, 3, 4. Chả biết Esmeralda có làm ăn được gì không nữa. Nếu mà Esmeralda mình mà chết trước là xong các bạn. Rồi, đó, ăn được bạn rồi, khỏe quá nhỉ. Đó, vậy là mình giành chiến thắng rồi nhé. Cái con trâu còn chưa lên 3 được ấy. Đó, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.